Đến vụ việc ra tay sát hại người sau khi bị tạt đầu xe máy, mới nhất, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã bắt được Nghi Can khi người này đang trên đường bỏ trốn. Tại cơ quan Công an, Nghi Can đã khai nhận hành vi và động cơ gây án. Dư luận chưa hết sợ hãi vì vụ việc một thanh niên đang đi trên đường trúng đạn lạc tử vong. Thì tối 18 tháng 7, do tạt đầu xe máy, một người đã mất đi sinh mạng của mình. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 18 tháng 7, anh Trần Cao C, 39 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, chạy xe máy chở theo một người di chuyển từ hướng đường Nguyễn Văn Linh về nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thành phố Hải Phòng. Đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, anh C chạy xe vượt một xe máy nhãn hiệu Honda Wave do Nguyễn Đại Quang, 32 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên điều khiển, chở theo một người phụ nữ ngồi sau. Sau khi bị tạt đầu xe, Quang đã đuổi theo anh C đến đoạn trước cửa số nhà 122A, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai bên xảy ra cãi vã, sau đó Quang đã lấy hung khí ở yếm xe truy sát anh C. Quá bất ngờ, anh C đã bị chém vào đùi, nhưng do vết thương ở đùi trúng động mạch chủ, mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây ra án mạng, Quang và người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường. Đến ngày 23 tháng 7, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đại Quang, 32 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vì liên quan đến vụ dùng hung khí sát hại người sau va chạm giao thông. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, Công an quận Ngô Quyền đã thu giữ được hung khí mà nghi can đã sử dụng để gây án, một xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan. Đáng chú ý, Quang khai nhận do bị anh C dùng thước tác động mạnh vào đầu nên đã dùng hung khí gắn trên xe tấn công khiến anh C ngã gục. Giờ đây, khi đi trên đường, nhiều người không chỉ sợ tai nạn giao thông mà còn sợ những vụ va chạm bất ngờ, xích mít nhỏ khiến một số đối tượng mất kiểm soát, xô xát cãi vã, thậm chí gây ra án mạng như vụ việc trên đây.